Ngày 9 tháng 5, công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Nguyễn Thành Tùng, 48 tuổi, ở thôn Tân Hiệp xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Ông Tùng vừa là nhân viên thu mua điều, vừa là bảo vệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Diễm, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ông này có biểu hiện trầm tư. Giữa trưa ngày 8 tháng 5, khi mọi người đã tan ca, ăn cơm về phòng trọ hết, ông Tùng bất ngờ trở lại xưởng cắt sắt của công ty. Một lúc sau, mọi người quay xuống thì phát hiện người đàn ông này đã nằm chết bên vũng máu. Phần đầu bị máy cắt chẻ gần như làm đôi, bên cạnh là chiếc máy cắt sắt vẫn đang chạy với nhiều vết máu dính lem bắn tung tóe. Một công an viên của xã Long Hưng cho biết, sau khi xem lại đoạn ghi hình trong máy camera của công ty, thì được biết ông Tùng đã tự ý bật cầu giao điện và khởi động máy cắt sắt hoạt động. Sau đó ông Tùng đưa đầu vào máy cắt sắt để tự sát. Tuy nhiên lần thứ nhất do thấp nên khi cúi xuống bị vướng nên máy hất ông Tùng văng ra. Mãi đến lần thứ hai, ông Tùng cúi hẳn người xuống mới bị máy cắt giữa đầu.